Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Tý sinh 1972, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng ngập lối, giàu có nổi tiếng khắp vùng thiên hạ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thân mến, ngày đi tháng chạy năm bay, thời gian nước chảy chẳng quay được về. Trong cuộc sống bon chen hối hả, thời gian là điều ai cũng cảm thấy thiếu thốn. Và khi thời gian đã trôi đi sẽ giống như ly nước chảy, đổ đi rồi thì không thể nào lấy lại được nữa. Thời vận là một khái niệm tương đối kỳ lạ. Khi vận thế thông thuận thì không có gì cần phải nói, nhưng khi thời thế không hay thì chẳng gặp được chuyện may. Tốt nhất khi đó nên an yên mà ở ẩn, khỏi làm gì thì đỡ nghĩ, đỡ suy. Biết là thế nhưng lắm lúc vận số cứ ép Nhâm Tý phải ra, cứ dụ Nhâm Tý đi khỏi cái vòng tròn của sự bình đẳng mà Nhâm Tý xây dựng. Sau đó khi ta miễn cưỡng bước ra rồi thì cũng là lúc giữa muôn trùng dây thập diện mai phục. Đấy là những dòng tóm tắt cuộc đời của người tuổi Nhâm Tý, sơn thượng chi thử. Nếu suốt cả cuộc đời của Nhâm Tý tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu, cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây. Và trong tháng 8 âm lịch này, tuổi Nhâm Tý lưu ý được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Nhâm Tý sinh 1972, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý thân mến, thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Anh chị không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái anh chị có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình, nên lắm lúc anh chị cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tư vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của anh chị thay đổi, trình độ của anh chị thêm nhiều, tư cách của anh chị thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc anh chị xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Còn nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy, thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính. Thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển, hy vọng anh chị có thể xốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay anh chị tuổi Nhâm Tý nhé. Những lời này chưa chắc anh chị đã cần khi anh chị đang thông thuận, nhưng nếu anh chị đang không thông thuận, có thể đó là điều anh chị cần nhìn lại trong chính con người mình. Sống ở đời sai thì sửa, ăn năn thì sám hối, có áp lực thì căng trường chịu đựng, có thử thách thì cười xòa một cái rồi nghiến răng nghiến lợi mà nỗ lực vượt qua. Và cuối cùng đất trời, thần minh, vũ trụ luôn biết đúng thời điểm gửi cho anh chị thứ mà anh chị cần, một chút may mắn, thông thuận. Nếu anh chị xứng đáng, tin nhắn này không nói về dự báo hay thời vận gì cả, chỉ tâm sự vậy, dặn dò vậy, để anh chị đừng vì khó quá mà sống lỗi ở điểm nào đó, hay mất chất con người thôi à. Cuối cùng Phật tại tâm, nên đôi khi thay vì hướng ra phía ngoài thì ngồi lại và hướng vào phía trong, rồi sau đó kết nối với vị Phật trong tâm mình để có được sự chữa lành nhẹ nhàng nhất có thể nhé. Tuổi Nhâm Tý tức những người sinh 1972 thuộc hành một trong ngũ hành giới thiên can nhâm, thuộc hành thủy biểu trưng cho sự mềm mại, linh hoạt và trí tuệ, kết hợp với con giáp Tý biểu tượng của sự thông minh, lanh lợi và sắc sảo. Tuổi Nhâm Tý là sự hòa quyện giữa sự uyển chuyển của dòng nước và sự tinh anh của loài chuột. Người tuổi Nhâm Tý thường có tính cách thông minh, lanh lợi và nhạy bén. Họ là những người luôn biết nắm bắt cơ hội và tìm ra giải pháp tối ưu cho các vấn đề. Thì can nhâm với yếu tố thủy giúp họ có sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh. Họ có trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo, luôn biết cách biến những ý tưởng thành hiện thực. Những người tuổi này thường rất nhạy cảm và tinh tế. Họ có khả năng cảm nhận và phân tích tình huống một cách nhanh chóng, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt. Con giáp Tý mang đến cho họ sự sắc sảo và khả năng giao tiếp khéo léo, giúp họ dễ dàng xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Trong công việc và cuộc sống, họ là những người rất cẩn trọng, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, từ đó tránh được nhiều rủi ro. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Tý đôi khi có thể trở nên quá toan tính và lo xa,
Sự nhạy bén và khả năng phân tích của họ có thể khiến họ trở nên quá cẩn thận, lo lắng về những điều chưa xảy ra. Họ có thể trở nên e dè trong việc đưa ra quyết định, lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn. Điều này có thể khiến họ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Trong cuộc sống, họ cần học cách tin tưởng vào bản thân hơn, tự tin vào khả năng và trực giác của mình. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Nhâm Tý hiểu rằng sự linh hoạt và trí tuệ là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự tự tin và quyết đoán. Họ nhận ra rằng để thực sự thành công và hạnh phúc, không chỉ cần có sự nhạy bén và khả năng phân tích, mà còn phải biết tin tưởng vào bản thân và hành động một cách dứt khoát. Họ học cách đối mặt với rủi ro một cách bình tĩnh và sáng suốt, từ đó tận dụng được những cơ hội để phát triển bản thân. Người tuổi Nhâm Tý cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc phân tích và kiểm soát mọi thứ, mà còn là về việc trải nghiệm và tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại. Họ học cách thả lỏng, sống đơn giản hơn và không quá lo lắng về những điều chưa xảy ra. Họ hiểu rằng chỉ khi họ thực sự tự do trong tâm hồn, họ mới có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc thực sự. Trong các mối quan hệ, người tuổi Nhâm Tý luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tinh tế. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững, cần phải có sự tin tưởng, tôn trọng và đồng cảm. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi Nhâm Tý với sự kết hợp giữa trí tuệ và sự linh hoạt là hình ảnh của một con người thông minh và sắc sảo. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ nhạy bén và lanh lợi, mà còn biết cách tin tưởng vào bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa khả năng phân tích và tinh thần quyết đoán đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Nhâm Tý, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Tý sinh 1972, trong tháng 8 âm lịch 2024. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ tiết khí Bạch Lộ, kết thúc tại Hàn Lộ, còn được gọi là tháng Quý Dậu. Lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ sâu. Bạch Lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dựng kim sinh thủy, nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt, những mệnh kỵ và kim kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi. Đánh giá tổng quan tử vi tháng 8 âm lịch thấy rằng tháng này không phải là khoảng thời gian quá suôn sẻ đối với người tuổi Nhâm Tý, song bản mệnh cũng chớ nên vì thế mà bi quan. Hung tinh và các tinh luân phiên soi chiếu sẽ giúp bạn tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, cốt là bạn đủ quyết tâm để cố gắng tới cùng. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện tương phá cho thấy con giáp này dễ bị đồng nghiệp cản trở, tiểu nhân mưu hại, nên mọi kế hoạch không tiến triển suôn sẻ được như dự kiến. Nội bộ lục đục khiến Nhâm Tý dù đứng ở vị thế lãnh đạo hay chỉ là nhân viên cũng sẽ phải đau đầu tìm cách ứng phó. Tài lộc cũng chưa có dấu hiệu phát triển đáng kể nào trong khoảng thời gian này. Bản mệnh cần phải thận trọng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi xung quanh bạn luôn có kẻ xấu chực chờ ném đá giấu tay, cướp mất công lao hoặc tiền bạc mà bạn đã tốn công tốn sức suốt bao lâu nay. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại đem tới cho con giáp này nhiều niềm vui. Người độc thân có thể nhận ra ai là người luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, cùng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, với người có đôi có cặp, Nhâm Tý nhận được nguồn cổ vũ lớn lao đến từ nửa kia. Nhờ có người ấy mà bạn cảm thấy có thêm dũng khí đối diện với những điều chưa biết trước. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, thời gian qua anh chị đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này, thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới anh chị một lời an ủi chân thành. Mong quý anh chị luôn giữ gìn sức khỏe trên trần đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý anh chị nhé, vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý anh chị. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Tiếp theo ngay đây, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý cho thấy mọi chuyện sẽ khó có thể tiến triển thuận lợi như mong muốn, dưới tác động xấu của cục diện Tý Dậu tương xung.
Nhâm Tý phải cẩn thận trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, bởi các nguy cơ vẫn luôn rình rập, dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Nhâm Tý cũng nên chú ý hơn đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Hãy tránh xa những kẻ xấu tính luôn tìm cách bới móc sai lầm của người khác. Việc kết bè, kết đảng cũng cần hết sức tránh, kẻo bạn sẽ tự làm xấu đi hình ảnh của mình, dù là khi bắt tay vào công việc đơn giản hay phức tạp. Nhâm Tý cũng không được cho phép bản thân lơ là, kẻ xấu có thể nhân cơ hội này cướp đi công lao của Nhâm Tý bất cứ lúc nào. Đối với Nhâm Tý trong tháng 8 âm lịch này, công việc sẽ là ưu tiên hàng đầu và đồng thời cũng đem lại cho người tuổi Nhâm Tý nhiều thách thức và khó khăn. Người tuổi Nhâm Tý phải đối mặt với áp lực khá lớn đến từ yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên. Cùng với đó là sự cạnh tranh khốc liệt để duy trì vị trí hiện tại và không mất đi ưu thế trước đối thủ. Điều này khiến bạn luôn căng thẳng và đau đầu. Khối lượng công việc càng tăng cao, đôi khi bản mệnh còn phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu của những áp lực này là do trong tháng 8 âm lịch này, người tuổi Nhâm Tý phạm cục diện tương hại, đồng thời nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng gây ra nhiều khó khăn. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Tý cần phải chú ý tới sự xuất hiện của những kẻ tiểu nhân, vì chỉ cần bản mệnh mắc phải một sai sót nhỏ cũng có thể bị chúng lợi dụng để phỉ báng và hạ bệ uy tín. Những kế hoạch dự định có thể gặp nhiều sự xáo trộn, trục trặc, thậm chí xảy ra những sự cố mà bản mệnh không thể kiểm soát. Ngoài những yếu tố khách quan, chính sự thiếu quyết tâm và kiên trì của người tuổi Nhâm Tý cũng góp phần tạo ra những thách thức, khó khăn trong sự nghiệp của bản mệnh. Bằng cách điều chỉnh thái độ làm việc, tổ chức công việc một cách khoa học hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề, người tuổi Nhâm Tý vẫn có thể tạo ra những đột phá. Bất chấp mọi khó khăn trước khi đưa ra quyết định quan trọng, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tránh hành động thiếu suy nghĩ. Nếu gặp bất kỳ vấn đề không chắc chắn, hãy giữ bình tĩnh và quan sát tình hình trước khi đưa ra ý kiến hoặc hành động, tránh gây rối và rước thêm rắc rối vào mình. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp của Nhâm Tý không chỉ có những khó khăn, những điểm sáng mà các tinh thiên đức mang tới sẽ giúp bản mệnh tìm ra cơ hội khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định bản thân mình. Quan trọng là bạn chịu cố gắng đến cùng, hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm làm việc thiện, Nhâm Tý sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp hơn. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, tốt nhất hãy trao đổi với mọi người xung quanh với tinh thần cởi mở và lắng nghe. Tháng này mặc dù có khá nhiều thách thức, nhưng người tuổi Nhâm Tý vẫn có sự hỗ trợ ngầm từ các tinh giải thần và tử vi. Điều này mang lại hy vọng và cơ hội để thay đổi tình thế của bản mệnh. Quan trọng nhất là bản mệnh cần có quyết tâm và nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu của mình. Đừng quên rằng mọi thành công đều đòi hỏi công sức và thời gian. Hãy chấp nhận những thử thách và khó khăn, biến chúng thành động lực để vươn lên. Sự cố gắng của người tuổi Nhâm Tý sẽ được đền đáp và thành quả sẽ đến với bản mệnh một cách xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, trong tháng 8 âm lịch, tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý cho thấy vận trình tài lộc chưa có dấu hiệu phát triển như ý muốn trong khoảng thời gian này. Thậm chí bản mệnh còn phải cẩn thận trước nguy cơ hao tài, tốn của, luôn định rập. Người làm công ăn lương nên tập trung vào công việc của mình, tránh gây ra lỗi sai, phải đền bù thiệt hại. Hơn nữa, nếu bạn không biết bảo vệ thành quả lao động của mình thì rất dễ bị kẻ gian cướp mất công lao, công sức của mình lại để cho người khác hưởng. Với người làm đầu tư kinh doanh, việc dốc vốn vào các dự án trong tháng này cần tiến hành một cách hạn chế, tốt nhất là không nên đưa ra những quyết định vội vàng. Dù các mối đầu tư có vẻ triển vọng đến mấy thì cũng dễ tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không lường trước được. Trong gia đình, anh chị em lục đục về vấn đề tài sản cũng khiến cho Nhâm Tý cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi người nên hạn chế lòng tham của mình, biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc và nhường nhịn cho những người cần tiền hơn mình. Nếu ai cũng muốn giành được lợi lộc thì tình cảm dễ rạn nứt, để tránh những nguy cơ không đáng có. Nhìn chung trong tháng này, người tuổi Nhâm Tý sẽ đối mặt với một số thách thức về vấn đề tài chính. Sự tăng trưởng không được như mong đợi và có nguy cơ gặp phải những khó khăn không lường trước. Điều này nhắc nhở bản mệnh cần cẩn thận và tính toán kỹ lưỡng trong quản lý tài chính cá nhân. Dù có thiên tài chiếu mệnh, nhưng vận may trong tháng này không mấy thuận lợi. Do ảnh hưởng tiêu cực từ tương hại và nguyệt lệnh, tình hình tài lộc chưa cho thấy sự tăng trưởng đáng kể và thậm chí có những lúc giảm sút đột ngột. Tuy nhiên, nếu người tuổi Nhâm Tý có thể duy trì thói quen chi tiêu khoa học và tiết kiệm,
Đó đã là một điều đáng mừng cho thấy bạn vẫn có khả năng kiểm soát tình hình tài chính. Hung giận còn cảnh báo về nguy cơ lừa dối và mất tiền, đặc biệt là trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh. Hãy cẩn thận và tỉnh táo để tránh bị lừa gạt, rồi phải chịu thiệt thòi không đáng. Nếu nhận được lời đề nghị đầu tư kinh doanh, hãy cẩn trọng và không tin tưởng ngay vào những lời hứa lợi nhuận, vì không có cơ hội hay thành công nào từ trên trời rơi xuống. Có thể tồn tại nhiều rủi ro và cạm bẫy mà bản mệnh không thể đoán trước hết được. Ngoài ra, nếu người tuổi Nhâm Tý đang có ý định tham gia vào các hình thức đầu tư cá độ hoặc cờ bạc đỏ đen, thì hãy dừng lại ngay lập tức nếu vẫn giữ tâm lý được ăn cả ngã về không mà không cẩn thận có thể bản mệnh sẽ trắng tay một cách đáng tiếc. Trong việc chi tiêu, hãy có kế hoạch rõ ràng để tránh rơi vào tình trạng phải vay mượn. Tuy nhiên, quá mức thắt chặt chi tiêu cũng có thể gây căng thẳng trong cuộc sống. Thay vào đó, hãy lựa chọn một lối sống phù hợp với thu nhập hiện tại của bản thân, hoặc tìm cách kiếm thêm thu nhập bằng các công việc phụ để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Các tinh thiên đức và trường sinh khuyên Nhâm Tý nên làm việc thiện nhiều hơn. Nhâm Tý đối xử tốt với mọi người thì khi gặp khó khăn bạn cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 8 âm lịch, nhiều áp lực cuộc sống ập đến khiến người tuổi Nhâm Tý cảm thấy khá mệt mỏi. May là điều đó chưa gây ảnh hưởng gì lớn tới phương diện sức khỏe. Nhìn chung bản mệnh vẫn có đủ khỏe mạnh và minh mẫn để đối diện với khó khăn. Con giáp này nên lựa chọn tâm sự, chia sẻ gánh nặng với những người đáng tin cậy. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân thêm căng thẳng. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng quan hệ xã giao với mọi người. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 8 âm lịch, căn cứ tử vi tháng 8 âm lịch tuổi Nhâm Tý cho thấy phương diện tình cảm của bản mệnh lại có những dấu hiệu khởi sắc hơn. Điều này giúp bạn có thể thở vào nhẹ nhõm, bởi bạn biết xung quanh mình vẫn có người xứng đáng để dựa dẫm tin cậy. Với người độc thân, Nhâm Tý nhận ra ai là người luôn ở bên giúp đỡ và cổ vũ mình vượt qua khó khăn. Có đối phương ở bên cạnh, bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào chính mình. Nếu bạn nhận ra mình có thiện cảm với đối phương thì đừng ngại là người chủ động tạo cơ hội và bày tỏ tình cảm nhé. Với người đã có đôi có cặp, người ấy đem lại sự cổ vũ và động viên lớn lao, giúp Nhâm Tý có đủ lòng dũng cảm để đối diện với những khó khăn mà cuộc sống mang lại. Nếu có việc gì khó xử, bạn nên chủ động tâm sự với đối phương để được giúp đỡ và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, trong gia đình thì mối quan hệ cha mẹ với con cái hoặc giữa các anh chị em lại không được yên bình như mong muốn. Mọi người nên bình tĩnh để có thể trò chuyện và đặt mình vào vị trí của đối phương, đừng khiến mọi chuyện thêm phức tạp, đến mức người một nhà phải tự mặc nhau. Xem đến đây chắc hẳn quý anh chị tuổi Nhâm Tý đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Tý sinh 1972? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần, cùng cẩm nang dưỡng vận của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 sẽ ra sao. Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi dán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Nhâm Tý không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi nhiều kế hoạch đi sai hướng. Nhâm Tý càng cố kiểm soát càng không được. Thay vì cố chấp như trước đây, bản mệnh thử linh hoạt để thay đổi thuận theo tình hình thực tế xem sao. Nhìn chung, tuần mới của con giáp tuổi Nhâm Tý không quá đáng lo. Cho dù giữa tuần đối mặt với thiên quan khiến bản mệnh lo lắng ít nhiều, may mắn là ngay sau đó bạn đã tìm ra cách xử lý tức thời. Nhờ đó mà cuối tuần bạn đã cảm thấy thảnh thơi hơn. Tuần này, con giáp tuổi Nhâm Tý trở nên nhạy cảm hơn và bạn nhận ra những khác biệt trong cách cư xử của người ấy đối với mình. Cảm giác thiếu tin tưởng lẫn nhau khiến mối quan hệ của hai người có phần lạnh nhạt. Trong thời gian này, bách diệt chủ đào hoa có thể là dự báo cho chuyện tình cảm nảy nở đối với ai đang độc thân. Tuy nhiên, đây cũng là nguy cơ có người thứ ba xuất hiện xen ngang giữa bản mệnh và một nửa của mình khi hai người giận dỗi xa cách nhau. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: đen, trắng. Con số may mắn: 86, 44, 99,
32. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Nhâm Tý cho thấy nhiều chuyện không vui nên người tuổi Nhâm Tý dễ cáu giận, nóng nảy với một nửa của mình. Đó là lý do cả tuần hai người mãi không thể làm lành nổi. Nếu bạn biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì đã không gây ra căng thẳng như thế này rồi. Tuần mới là lúc tuổi Nhâm Tý có thể dành nhiều thời gian cho gia đình sau những giờ tập trung hết sức cho công việc. Không những thế, người thân còn có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để hành động khôn ngoan hơn, có chút tiền giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn. Lại thêm sự hỗ trợ của thực thần, nên Nhâm Tý càng cho thấy mình có một lòng vị tha và bao dung đáng kinh ngạc. Bạn sống vô tư, không vụ lợi, luôn có mặt khi người khác cần, sẵn sàng hy sinh vì những mục tiêu cao cả hơn và biết cách tha thứ cho người khác. Ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong tuần này. Do đó, bản mệnh nên nghỉ ngơi, tránh tham gia những hoạt động tốn quá nhiều năng lượng ngay cả khi luyện tập. Đừng vì mong có kết quả nhanh mà tập quá sức nhé. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: bạc, xám. Con số may mắn: 35, 48, 20, 71. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tuổi Nhâm Tý có một tuần mới không nhiều vận may nghênh đón những sóng gió đến từ công việc và tình cảm, nhưng bản mệnh cũng không cần quá lo lắng. Nếu nỗ lực thì bản mệnh sẽ được quý nhân hỗ trợ, làm quen được người tốt, giải quyết những khó khăn một cách thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn. Người tuổi Nhâm Tý đầu tuần vận trình vẫn yên tâm, gặp niềm vui về tài lộc, tuy nhỏ thôi nhưng cũng là khởi đầu mới mẻ để bạn cảm thấy phấn chấn hơn. Nhưng từ thứ tư trở đi, gặp ngày tự hình tương khắc, nên những trắc trở sẽ đến mặt không báo trước. Công việc có trục trặc, tình cảm rối loạn, bạn chỉ có thể chọn giải quyết một trong hai. Thương quan chủ về tinh thần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, nhưng lại nóng nảy và dội vàng, nên tuổi Nhâm Tý vấp phải sai lầm, kết quả không như ý, đầu tư thiếu định hướng, cấp trên khiển trách, đồng nghiệp bị liên lụy, bạn phải giải quyết hậu quả. Lúc này than thân trách phận cũng không được gì, nên bình tĩnh xử lý là hơn. Người xưa có câu yêu nhau lắm, cắn nhau đau, càng yêu thì càng ghen tuông mù quáng. Từ những chuyện nhỏ mà bạn lại hiểu lầm gây sự với đối phương, khiến cả hai cùng khó xử. Đúng lúc công việc không thuận lợi, bực tức dồn nén trút cả vào phía người yêu. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: đen, xanh da trời. Con số may: 08, 57, 94, 11. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Nhâm Tý báo rằng tuần này bản mệnh phải đặc biệt lưu ý trên tất cả các phương diện, nhất là tiền bạc. Cả tuần gặp ngày xung khắc tự hình, bản mệnh làm gì cũng thất bát, khó khăn không có người cản trở cản đường là may lắm rồi, chứ chẳng dám nghĩ tới quý nhân hỗ trợ. Vận trình về công việc, người tuổi Nhâm Tý có tính chăm chỉ và ổn định nhưng thiếu linh hoạt, thường chậm chân chậm tay hơn người khác, đi sau thời đại. Làm sao người ta là bạn đã mất đi cơ hội để là người tiên phong mở đường, ý kiến cũng không có gì mới mẻ, sáng tạo, nên khó bật lên vị trí cao. Về tài lộc trong tuần tiểu hao ghé đến, tuy không mất nhiều, nhưng lại mất thường xuyên. Nay một chút tiền hỏng hóc đồ đạc, nay người này dây, mai người kia mượn, cả tuần ngày nào cũng phải nhìn thấy tiền đội nón ra đi. Trong khi công việc thì chẳng suôn sẻ, các khoản thu cũng không tăng lên. May mắn là tình cảm không đến nỗi quá tệ, các mối quan hệ đều hòa thuận, nên bản mệnh cũng yên tâm, không phải căng sức, đau đầu hơn nữa. Sức khỏe cũng vững vàng, thân thể không có dấu hiệu thất thường, nên uống một tách trà vào mỗi buổi sáng để minh mẫn tỉnh táo và phòng chống ung thư. Quý nhân là tuổi Sửu và Hợi, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: xanh dương, trắng. Con số may mắn: 41, 88, 65, 30. Bí quyết cải mệnh của tuổi Nhâm Tý sinh 1972 trong tháng 8 âm lịch này: không phải ai cũng nhận ra sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận, vì có lúc chúng ta đổ tại số, có lúc lại tỏ ra lo sợ, vì nghiệp báo nói số mạng là do trời định. Thế gian này thuộc quyền lực của trời nên con người chấp nhận, thừa nhận,
và cam tâm đặt mình lệ thuộc vào quyền lực đấng thiêng liêng ấy. Vì thế, số mệnh phù hợp với thể chế quân chủ phong kiến, con người bị một đấng quân dương chi phối toàn bộ. Cuộc đời nối nghiệp chính là quyền lực nằm trong chính bản thể của mình, buồn khổ hay hạnh phúc do mình nắm giữ. Mình làm chủ, cuộc sống này không ai bắt được chúng ta vui buồn, mà phải tự mình loại bỏ sự vô minh. Sáng suốt, gan dạ chọn lựa một cuộc sống đẹp đẽ vui tươi trong hiện tại và mai sau. Tự ta già sẵn một lối sống cho ta, tự ta tô điểm đời ta cho tươi sáng. Nếu có khổ đau đến với ta, ta hãy cười vì đây là hành vi dụng dại ngày trước của mình. Chúng ta trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui, hạnh phúc cho vị lai. Mọi quyền lực trong tay chúng ta thật thỏa thích. Thay cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tự do, tự chủ, cho nên lý nghiệp báo thích ứng thể chế dân chủ tự do của nhân loại. Hiện nay ta là chủ, ta có quyền chọn lựa người thay ta lo diệt nước diệt dân. Có thể thấy ngoài một điểm tương đồng còn lại là sự khác nhau giữa nghiệp báo và số phận. Nếu bạn chọn tin vào nghiệp báo hay số phận và sống theo lý tưởng đó, thì cuộc đời bạn cũng sẽ thuận theo cách mình tư duy. Vì thế, trước khi lựa chọn nên cần trang bị kiến thức rồi mới tin và làm theo kiểu thiệt. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.